Chuyển sang các tin tức khác, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ năm 2010 đến nay, cả nước có hơn 1,1 triệu lao động là người dân tộc thiểu số được tham gia các lớp đào tạo nghề. Số lao động được đào tạo nghề chiếm 14% trong tổng số gần 8 triệu người dân tộc thiểu số ở độ tuổi lao động. Tại các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, dạy nghề luôn gắn với giải quyết việc làm hoặc tư vấn hỗ trợ tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học. Nhờ đó, nhiều lao động sau khi học nghề nông nghiệp, thú y đã mở rộng quy mô sản xuất thành trang trại, gia trại để phát triển kinh tế gia đình. Qua thống kê, hơn 86% lao động là đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, đã có việc làm và thu nhập ổn định.